nó học ngay mắt của người ở phía trong đầu nó lên một câu đơn giản, cái gì đó tinh. Tôi gọi là bố giàu luôn học hỏi không ngừng, còn người nghèo thì nghĩ là mình đã hết rồi. Chúng ta không mang công đức trong, không đức trống đến đây, mà chúng ta mang một công đức đầy đến đây. Công đức đầy này đã kéo dài 18 năm rồi. Bố chúng ta dạy chúng ta về kinh doanh, mẹ chúng ta dạy chúng ta về kinh doanh, cuộc đời dạy chúng ta về kinh doanh, thầy cô giáo dạy chúng ta về tiền, là đọc sách. Nếu vậy thì khó khăn rồi, nếu vậy thì chúng ta sẽ không bán được. Bởi vì nếu vậy thì thôi, anh sẽ không bán cho thằng tập gym nữa. Anh tin rằng rất nhiều các cái cửa hàng 40m² sẵn sàng có thể mua được. Anh ví dụ như đây Vinmart chẳng hạn, công thức của nó có cách tính của nó và có cách làm của nó. Vấn đề nó là kinh doanh là kỹ năng, cho nên là cách làm nó biết, nhưng để làm được thì nó khó. Thời gian giữ mục tiêu ấy ạ, thì anh Dũng đã nói cái câu mà như kiểu là tiếp thêm động lực cho bọn em rất là nhiều, khiến bọn em nghĩa là kiên trì, có nghĩa là có nhiều động lực để có thể giữ vững mục tiêu rồi, rất là mỏi. Tất cả đều em đều cảm thấy mới lạ hết đó, vì em quá là non và em chưa ai dạy cho em những thứ như này cả, và cái cảm xúc của em ấy chưa bao giờ được lên được nhiều như thế này. Bọn chưa bao giờ cố gắng đến mức mà cầm này xong mình khóc luôn.